Hôm qua nghe ba đi có dùng đi dùng lại gọi hai tiếng mấy gì vậy hả? Khi ta đi thì mình không ở ngoài đến khi ta đi tán đi luôn đi tán đi luôn. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và các anh em đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Ngày hôm qua thì Bùi Hồ có nhận được một tin cực sốc, đó là bà cụ tự nhiên lại trở bệnh nặng và út nhất phải đưa mẹ của mình trong đêm để nhập viện ngay tại bệnh viện ở Long Xuyên cô bác quý anh chị. Thì cũng có rất là nhiều bình luận của trên kênh Anh Một Đồng, kênh Út Đồng Tháp, nói tại sao lại không thấy Bùi Hồ. Ngày hôm qua thì các anh em qua trước, sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng lật đật để tranh thủ qua để mà gặp Út Nhất cũng như là trao đổi về cái tình hình của bà cho cô bác anh chị biết luôn ha. Út Nhất ơi, thì ngày hôm qua có thể nói là cái tình trạng như của bà cụ như thế nào, và khi mà sáng nay thì cái bệnh của bà chuyển biến như thế nào Út Nhất? Ngày hôm qua giấc chiều cái Út Nhất đút cho ba ăn đó, cái sao mà đút ba không ăn. Nhiều cái quay ngang cái Út Nhất thấy gì nó lấy cái mới thấy lấy hộp sữa xua đó để cho ba uống. Tại sao bà cũng không chịu uống nữa. Cái thấy sao mà bà cái gì bà không chịu ăn, cái thấy kỳ kỳ. Cái mấy thấy chạy đi vô cổng kêu người em nó ra nó coi, kêu Thái ra nó coi sao má nó không ăn gì đấy. Cái nó ra nó coi nó má bị bà nóng quá bị sốt đổ gàn ở trên. Cái thấy gì nó chụp nó chạy lên nhà bà trên chạy Tân Hưng nè, lên bác sĩ Tư đó. Cái coi thử coi nó vô nước biển cho bà. Trịnh ta nói bả lên huyết áp quá cao, lên máu quá cao rồi mới chở qua bệnh viện, chập chở qua bệnh viện. Chở qua bệnh viện Phú Tăng thì nói bà mẹ bị hơi bị gì vậy? Nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim nặng rồi thôi chuyển mẹ đi xuống dưới nhà thương Long Xuyên. Rồi ký tên xong xuôi mấy cho mẹ lên xe đi. Sao muốn khóc rồi. Út Nhất có nói với lại Bùi Hồ cũng như là các anh em là nhà mới cất xong thì Út Nhất lại bỏ mẹ mình đi. Rồi để lên Sài Gòn, mẹ mới ngủ với mẹ con đêm thì mẹ lại trở bệnh và Út Nhất với mẹ phải đưa mẹ lật đật qua đây không Nhất? Út Nhất cũng như mẹ ở Sài Gòn về đó thì cũng như má con đêm một đó, mẹ cũng đi này nữa. Ngủ với mẹ con đêm một hả? Con đêm một á, và mẹ cũng hai ba nằm như này nữa. Hiện nay là chăm sóc của mẹ tình hình như thế nào? Như là bác sĩ nói như mẹ cũng như lớn tuổi quá thì bác yếu. Bác sĩ nói mẹ có khả quan không? Không, như là sao không nghe nói gì hết trơn á. Vậy hả? Sao không nghe nói gì hết trơn rồi cũng hỏi cho em, hỏi chứ bác sĩ có nói có đưa giấy gì không, rồi nói em nó không có đưa gì. Ngày hôm qua là bà ở bệnh viện ứng bao nhiêu, ứng trước bao nhiêu tiền? Ở trển mới nhập viện vô cái ông biết đi qua nó kêu đưa 800. Rồi bệnh viện ở dưới này có ứng tiền chứ không? Rồi ở dưới này là nó vô phù tấu rồi nó kêu đưa vô 2 triệu. Hôm qua đi là được bao nhiêu tiền? Ngày qua biết đi qua coi được ha, được 2 triệu cân. 2 triệu tiền mặt. Là tiền đó là tiền hôm trước mình để dành hay là mình mượn ta sao? Tiền của Đạt Đồng Tháp hết. Đưa 2 triệu. Biết con còn giữ ở đó rồi tao cái ai cái mấy chở đi mới có tiền đó. Ủa rồi sao mà tự nhiên muốn khóc hoài vậy? Như thấy buồn không đi gặp cái cảnh của bà anh chị, thấy tự lên cách mình chán làm sao đâu. Có gì nói cho mọi người hiểu thêm. Nhưng mình thấy cũng như ở dưới cũng như đã mệt mỏi bây giờ cái mình yếu ớt vừa qua rồi chưa có khỏe gì nên gặp má gì đó tự lên kiểu chán. Có lo ông Nhất có lo nghĩ đến cái tình huống xấu nhất không? Không, với chuyện nghĩ anh giờ trời nuôi mẹ lâu hay đó. Mẹ mấy ngày nay ăn uống sao? Vì sao ba uống thì nó ít, mà sao uống sữa su thì ba cũng uống. Mà đã nghiền cháo kêu cháo dinh dưỡng vậy đó. Nghiền cho bá này kia ra cho nát này kia
bé ba ăn được miếng đó thì cái mới nghỉ ăn. Nghỉ ăn rồi quay đưa thuốc rồi uống. Ông Nhất quá thương mẹ mình luôn nên nghĩ mẹ như vậy là nghĩ đến là thấy buồn đúng không? Cũng buồn, cho nó có mệt đuối mà như xuống đây với nó bắt bất tiện. Thì cuộc sống nó bức rứt, nó khó khăn, ngủ cũng không được. Hồi tối ngủ được mấy tiếng? Đúng rồi, tao cứ dùng đi dùng lại giỏi 2 tiếng mấy chứ gì. Vậy hả? Ờ, như tao đi kiểu mình ngủ ở ngoài đấy nên khi ta đi tán đi lui, đi tán đi lui hoài cái sột sạc cái mình cũng khó ngủ. Kiểu như ban đêm ta đi lấy nước, lấy nâu, lấy này kia trong cái tu di đó. Ừ. Đầu ngày mình cũng khó ngủ. Sáng nay Út Nhất ăn uống gì chưa? Hồi sáng Út Nhất cũng có mua hộp cơm. Rồi anh Út cũng mua được một bọc bánh canh. Cái anh em ăn đây rồi biết vô này kia cũng nằm mệt quá, cái nằm ở dưới đó thấy chút á. Thuốc chức uống thuốc thấy đỡ. Uống thuốc gì mà thấy đỡ, ngủ nó thấy nó khỏe. Bà cụ năm nay là 86 hả? Mẹ 86. Có mẹ thì lớn tuổi rồi, bệnh tình thì chuyển biến cũng mình không có lường trước được. Có lo rằng là sợ sau này có một tình huống xấu nhất không? Có nghĩ rằng mẹ chắc quá mát. Tại giờ giúp nuôi cho mẹ giờ biết. Giờ biết hả? Ờ, kiểu như mẹ bà hay bà tời yếu. Giống như là bà hay dịu hoặc. Chứ bà ngầu không có được. Thấy như bà yếu. Bây giờ là có thấy có một người chị với là ông giúp nuôi hả? Ờ, cái đó nhỏ em. Nó cũng mạnh dạng đó cơ. Rồi kêu nó xuống nuôi tí. Tại mình cũng thấy yếu, mình cũng yếu đó, cũng như mình thức đêm thức hoài sợ không nổi. Thấy kêu nó xuống cho nó cơm nước nó thay tả này kia đó. Nó dễ thay hơn Út Nhất. Út Nhất nghiền cháo hay ai nghiền? Út Nhất nghiền rồi cái nghiền đây mình ấy cái bả của mình biết đó. Nghiền bả cho nghiền nhiễn cái ban mới được. Nó còn mà cháo ấy cái ấy cho bả có cái lợn cợn cái ban cho nó khung ra thôi. Hồi sáng ăn được mấy muỗng? Hồi sáng ban là có 3 muỗng gì mà muỗng nhỏ muỗng ít nhưng mà bóng bạc ra hoài ban có theo có giật hèo ra hoài. Rồi bác sĩ nó cũng như mẹ yếu. Bác sĩ có thông báo cho mình chuẩn bị tinh thần gì không? Không, bà nói như là bà cụ yếu lắm. Yếu lắm hả? Ờ, bác sĩ nói như mẹ yếu lắm rồi. Ờ. Bà nói như mẹ sống ở đây là như là hay vậy đó. Giờ cũng như bà mẹ bệnh đợt nào yếu. Hiện nay còn nhiêu tiền? Hồi nãy đốt anh đưa. Ông biết còn tiền mặt của ông biết riêng nó được 220. Anh Đúc có đưa cái ông anh gì đó anh cho biết được 1 triệu anh Đúc đưa sáng. Là được 1 triệu mấy? 1 triệu 220 ngàn. Bây giờ cứ nằm bệnh viện, mẹ nằm bệnh viện suốt rồi đâu có biết ngày nào rồi đâu về. Bởi vì ông biết giờ hồi nãy ông biết cũng hỏi cái chị đó nói tại vì như mẹ lớn tuổi cũng như nằm ở đây như bác sĩ đang theo dõi chứ thôi. Chứ đâu có biết mà nói mà ngày về được. Rồi ở nhà ba rồi sao chứ? Cha hả? Cha thì ông qua nhà của con em, ông ăn cơm nữa. Ba có đòi đến thăm bà không? Cha hả? Cha thì ở trên nhà dưới ở tỉnh chứ không biết, có hồi sáng có ổng có điện, ổng có nói chuyện, nói gán coi nuôi má này kia. Hôm trước ông cụ á là thấy thương bà cụ lắm. Con cá giỏng á, chỗ của bà cụ là bị nắng á, là ông cụ ông nhường cái giỏng cho bà cụ nằm rồi ông cụ lên trên cái chõng, lên cái chõng ông ngầu lên. Hồi tối thì ông cụ chắc lo dữ hả? Có hồi sáng này ổng có số của Út Lộc Tháp đó kìa. Rồi cái Út Lộc Tháp điện cái ổng nói chuyện. Ổng nói như thế nào? Ổng hỏi mẹ ở đâu rồi, nói ở xuống nhà thương Long Xuyên nè. Rồi hỏi má mày sao rồi, nói thì má cũng lớn quá già, giờ có đâu có ăn uống gì được đâu, cũng y vậy hoài. Ổng kêu gán ấy coi nuôi má mày đi.
Hồi tối đi vậy là lập chụp có chuẩn bị đồ đạc về kịp không? Ủa tao lụa bu có biết lấy được có ba cái quần với ba cái áo thột vô rồi nó phóng chạy. Tao phóng chạy. Tại vì nhỏ em với thằng em đi qua bên đây trước rồi. Người Úc Đức qua trễ. Người biết qua đâu khoảng nửa tiếng gì anh Út Đồng Tháp với anh Một Đồng qua. Có đem bình thủy gì hết không? Không, muốn bỏ là hết trơn, cái đó luôn buồn buồn chứ không có bãi. Không nữa. Có nhớ được gì. Tại thằng em điện nói anh Tám viết qua đặng coi đặng ký tên điện kia đặng ấy tiền đó. Đặng chở mẹ đi. Người mới hay giọt qua sớm đi. Sáng Út Nhất ăn cơm nhiều không? Cái gì? Hồi sáng chú Nhất ăn cũng như đây mệt á, rồi ăn cũng không có nhiều. Ăn lấy sống thôi chứ ăn không nổi. Người ta quặn và đốt. Khi đảo tá đảo lui trong đó này kia đó cái nó hơi cái hơi người ta cái nó mệt. Có lo mẹ bệnh không có tiền không? Có biết nghĩ thì ngày qua không biết nó phụ cấp đi ra đi chú có nói gì sao? Cũng như đi dưới đó, thì coi nữa coi anh em ai ấy đó thì nữa xin ngừng mới. Gom lại. Tự nhiên mới cắt nhà xong ở có mấy ngày. Nó xui ác không cắt cái nhà xong mấy ngày chứ giờ. Câu tóc cái giờ mới chạy với mới nằm được. Không mà bác sĩ nó mẹ mới yếu rồi. Không mà nhất nhìn cũng biết. Thời gian tới là ông Nhất phải nuôi mẹ dài dài, tại còn nước thì còn tát, cứ chăm sóc cho mẹ khỏe lại thì tốt, còn không ấy thì mình cũng phải chuẩn bị một cái tâm lý để mình chuẩn bị đề phòng những cái tình huống nó xấu nhất. Nhằm khi Út Nhất mà bị không ăn uống nè, rồi không có sức khỏe, mai mốt Út Nhất ngã bệnh nữa. Nên cố gắng mình trẻ mình phải kiên cường lên. Chị Ni có mua cho một hộp cơm kìa, ăn vô miếng nữa đi. Rồi hôm nay là gặp chị Kiện ở Long Xuyên mua cho anh Một Đồng lấy giùm em cái bình trà. Đây. Hộp trà cúc cho mẹ, đừng cho mẹ uống sữa nữa. Tại vì đường ruột của mẹ đang yếu á, đúng không? Thì cho uống sữa nó không quen. Thì cái này trà cúc này pha với nước ấm á. Chị Kiệm ở Long Xuyên mới gửi á. Pha nước ấm. Thì cái đó nó dễ tiêu. Chứ sữa uống mẹ uống khó tiêu lắm. Cho ăn cháo với uống trà cúc vậy thôi. Hoặc là nước ép trái cây á. Ra ngoài trước này nè, mua trái cây mình cái nào mà nó dễ ăn mình có thể nghiền hay là lấy nước được á thì chú để nó cầm cự có vitamin đồ vô. Vậy là không uống sữa. Đừng uống sữa. Đường ruột nó đang rất là yếu, uống sữa là để cho những người mà người ta hồi phục rồi lấy lại sức mau á thì người ta uống sữa. Còn này mình đang bị bệnh, đang cần điều trị thì uống thuốc của bác sĩ nè, ăn cháo và uống nước ấm, không được uống sữa. Thì mình ở trong bệnh viện ăn cháo Út Nhất thì theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Tại vì uống sữa nó khó tiêu lắm. Người khỏe mạnh thì uống sữa thì nó dễ lấy lại dinh dưỡng chứ. Người yếu uống khó tiêu lắm. Giống như ông cụ hôm trước nhớ không? Ông cụ uống sữa anh xua là bị đường ruột liền á. Đường ruột liền đúng rồi. Ừ. Bởi hình chị má bà uống cái đó bà ấy không chịu. Đúng rồi, bà không chịu đó, đi gan. Hiện nay còn được 1 triệu mấy? 1.200.000. Rồi vậy là nghỉ làm cỏ luôn rồi. Qua mượn qua thì lạnh ta bằng rồi đó. Rồi cái chở bà đi đó, xuống đò điện hầu người ta liền. Là hồi sáng mày tính lạnh là bữa nay làm đúng không? Bữa nay không biết làm bé ớt cho ta nè. Rồi cái qua xuống đò là chở bà qua cặp đồ đi đó, xuống đò điện hầu người ta liền. Niềm vui chưa dứt á, thì sự lo lắng lại ập đến. Ông Dứt đúng là số cực khổ. Nhà cắt ít đẹp, chưa có ở gì chơi gì chạy tới chạy lui hoài. Bây giờ ở không biết, cố gắng nuôi mẹ chứ đâu biết ngày nào đâu mà. Giờ ở dưới đây giờ không biết ngày nào về. Bác sĩ nói về chưa có biết. Đang theo dõi mẹ với mẹ yếu ở đây. Thì cái bà tới bên bà nói chắc thấy nhẹ, cũng nhẹ gì cũng mười bờ. Đúng rồi. Ở nhà người cha nó vài bữa em chở ông cụ xưa cho ông cụ qua đây cho ông cụ thăm bà cụ. Chứ bây giờ biết sao giờ. Thì bà cái gì?
Thì tắm rửa vệ sinh ở trong bệnh viện luôn? Ở trong đó luôn đó sư. Tắm ở trong đó này kia luôn. À, hôm nay em đến đây á, lúc trước thì dự định là anh em mình sẽ làm sổ tiết kiệm rồi mua xe, nhưng mà bây giờ cái chuyển biến này bây giờ nó không biết là đến khi nào cho bà cụ khỏe, hay là thời gian sắp tới á, coi chuyển biến của bà cụ như thế nào mình tính tiếp ha. Đây á, thì đây là một cái trường hợp tình huống ngoài ý muốn, không ai muốn cái chuyện này nó xảy ra, nhưng mà cuộc sống mà lớn tuổi thì phải có bệnh hoạn, mong sao cho bà sẽ cố gắng vượt qua những cái lúc này để bà cùng với ông cụ đến sống đến trăm tuổi già, và đặc biệt là biết phải luôn giữ gìn sức khỏe để mà còn chăm sóc cho mẹ của mình ha. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây, cũng như trước đây thì Bùi Hồ nói là sẽ hỗ trợ mua xe rồi làm sổ tiết kiệm rồi công bố số tiền của Mạnh Thường Quân. Tuy nhiên thì Út Nhất còn ở đây nuôi, không biết tình hình sắp tới thì sẽ chuyển biến như thế nào. Bùi Hồ cũng xin trích cái số tiền mà để mà tất cả các Mạnh Thường Quân tặng thì Bùi Hồ sẽ gửi cho Út Nhất 100 triệu đồng đó, để mà chăm mẹ ha. Đây là số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ các ngày còn dư nha. Sau này thì đủ không? À, đây là tất cả các Mạnh Thường Quân hỗ trợ mình cất nhà rồi này kia đó, rồi em nhận mà còn dư tiền thì lo cho mẹ trước ha. Còn đây là số tiền của chị Annie Út nè, gửi 1 triệu. Đây là số tiền của Cẩm Tiên đúng không? Mỹ Tiên của bạn Mỹ Tiên ở Biên Hòa Đồng Nai, của kênh Anh Một Đồng, gửi 1 triệu. Đây là số tiền của chị Cindy ở Mỹ, gửi cho 50 đô, là 1.160.000 đúng không? Đúng rồi. Và Út Đồng Tháp gửi 1.2 triệu luôn. Vậy là tổng cộng là được 8.2 triệu. Thì bây giờ thì cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mẹ bệnh thì cũng phải lo lắng cho mẹ, đừng có nên bao giờ không ăn uống thì gục ngã, rồi lúc đó không ai lo đó, còn khổ hơn nữa. Muốn nói gì với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân không? Cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân với mấy chị, mấy anh, mấy chú này kia đó, trong nước ngoài nữa, ủng hộ cho cũng cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ ông không cần lo chuyện tiền bạc nữa, cứ cầm đi, không cần lo chuyện tiền bạc nữa. Tiền bạc thì Mạnh Thường Quân cũng sẽ ủng hộ, lo nhất là sức khỏe để chăm sóc cho mẹ, để coi tình hình mẹ chuyển biến như thế nào, có gì nếu như khó khăn quá thì điện cho anh Đồng, anh Một Đồng hay anh Út Đồng Tháp hay là em như nè, thì mình sẽ hỗ trợ tiếp ha. Không biết là nuôi khoảng gần 10 ngày hơn nữa, có chị cũng sức khỏe và Bùi Hồ Thăm thấy cũng yếu lắm, đi được một đoạn ngắn thôi, nhưng mà mong bà Út Nhất trước khi ra khỏi ngoài cổng, Út Nhất nói một câu mà bây giờ trời Phật giúp mẹ cũng được, thấy bà yếu quá trời, vừa nói vừa đi vừa khóc luôn á, không biết hả? Mẹ bà yếu không thấy giờ em biết. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng như là các anh em xin chân thành tất cả các cô chú và quý anh chị Mạnh Thường Quân cảm ơn bạn Mỹ Tiên ở Biên Hòa Đồng Nai, cảm ơn chị Cindy ở Mỹ, cảm ơn chị Annie ở Úc, cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình Út Nhất mình lúc có khó khăn như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau ha.